Sau 3 tháng dìa làm dâu miền Tây. Dìa làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Nhị thành đại gia, vàng đeo chữ cổ, mua xe tiền tỷ, kênh YouTube mỗi tháng kiếm trên 300 triệu. Trời ơi, chưa? Chủ nhân bản hit đi tới đâu nghe tới đó cưới hông chốt nhà là Út Nhị. Cô nàng nổi lên như một hiện tượng nhờ cover các bài hát cũng như ra mắt các sản phẩm âm nhạc lọt top thịnh hành trên khắp nền tảng mạng xã hội. Ngày Út Nhị theo chồng bỏ cuộc chơi đã khiến không ít chàng trai tức nuối. Giờ đây còn khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc sống giàu sang, dư giả của cải, được chồng nâng như trứng, mỹ mãn vô cùng. Sau 3 tháng kể từ ngày về Đồng Tháp làm dâu, Út Nhị thường xuyên cùng chồng đăng ảnh tình cảm lên trang cá nhân cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô nàng còn khoe xe sang tự tậu được nhờ những ngày tháng chăm chỉ làm việc, xác định được mục đích là khởi đầu của mọi thành tựu, món quà đầu tiên của hai vợ chồng sau 3 tháng cưới nhau. Cảm ơn vì tất cả, vợ chồng nữ TikToker viết bên dưới phần bình luận. Út Nhị cho biết cả hai vợ chồng lúc đi nhận xe rất hào hứng và muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Chẳng những thế, cô còn tự hào khi bản thân bấm được biển số xe đẹp khiến dân tình liên tục xin vía. Được biết chiếc xe của Út Nhị có giá lăn bánh là 1,2 tỷ đồng. Cộng đồng mạng xuất xoa bày tỏ ngưỡng mộ. Cho em xin vía với chị ơi, cưới chồng mà sướng vậy là em cưới liền. Ngày Út Nhị theo chồng tôi buồn gớt nước mắt, giờ thì tôi chuyển sang ganh tị rồi nha mọi người. Giỏi quá Út ơi, đúng là con gái miền Tây vừa đẹp vừa ngọt, giỏi kiếm tiền chăm chỉ nữa chứ. Út Nhị tên thật là Nguyễn Thị Yến Nhị, sinh năm 2000, chồng là anh Minh Cơ, lớn hơn cô 7 tuổi. Dựa trên thống kê, chỉ tính riêng kênh YouTube có 1,52 triệu người theo dõi, Út Nhị đã có thể kiếm về hơn 13,8 nghìn USD tháng, khoảng 324 triệu đồng. Giá trị kênh cá nhân của cô cũng được ước tính rơi vào khoảng 112.672.000 đô la Mỹ, hơn 2,6 tỷ, 15,7 tỷ đồng. Với khả năng kiếm tiền này, việc sở hữu một chiếc ô tô được xem là nằm trong tầm tay đối với Út Nhị. Đúng thật, cưới chồng cũng là bước khởi nghiệp thành công. Còn nhớ trong đám cưới hoành tráng của cô ca sĩ miền Tây và chồng hồi tháng 10 năm 2022, không chỉ gây choáng với lượng vàng mang nặng trĩu trên người cùng bó hoa sang chảnh đắt đỏ, đám cưới của Út Nhị còn ấn tượng bởi cổng cưới cao ớt miền Tây. Chi phí để làm cổng nhà chú rể là 35 triệu đồng, trong khi cô dâu là 17 triệu đồng. Đám cưới Út Nhị còn viral khắp mạng xã hội bởi khoảnh khắc cô dâu ngồi trước cổng cưới đeo vàng nặng trĩu, thương vợ chịu nắng nên chú rể ân cần hỏi han và chẳng ngại ngùng hy sinh bó hoa cưới 11 triệu đồng che cho nửa kia. Đây là bó hoa mang tính biểu tượng tình yêu, phối giữa tulip và linh lan trắng. Chồng Út Nhị làm việc trong lĩnh vực chụp hình, anh lớn hơn vợ 7 tuổi, chính vì thế rất biết cách cưng chiều, nâng niu bà xã của mình. Qua những lúc livestream tại nhà giao lưu khán giả, ai cũng thấy Minh Cơ luôn là người chăm lo, nhắc nhở từng bữa cơm, giờ giấc cho Út Nhị. Ngược lại, cô vợ trẻ lại hay bướng bỉnh. Ăn bình thường. Làm nũng trêu chọc chồng hết sức dễ thương, đốn tim khán giả. Được biết Út Nhị cũng là bạn chơi chung với các ca sĩ nổi lên từ phong trào nhạc miền Tây như Hana, Cẩm Tiên, Võ Lê Mi. Cả ba đều được khán giả yêu mến bởi diện mạo xinh đẹp, chất giọng và phong cách âm nhạc gần gũi, dễ nghe không kém phần sôi động. Dù còn rất trẻ nhưng nữ ca sĩ miền Tây Út Nhị đã có được thành công trong sự nghiệp và cả cuộc sống hôn nhân gia đình. Nhiều người còn dự đoán rằng nếu đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc thì biết đâu Út Nhị sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng của showbiz trong tương lai. Bạn thấy sao về cô nàng này? Hãy cùng để lại bình luận nhé. Theo dõi kênh nhé.